em mất cái cuốn em mới bỏ vô được. Mình về mình phần nào còn sử dụng được đó, mình sẽ bào ra để mình nấu xôi. Dạ, thì ở đây thì chị mua mão cho bà một trái như vậy là giá 2.000 đồng để tiếp giúp cho bà luôn. Dạ cô bác, qua mình điểm phương là 5 điểm phương. Thì tổng cộng là 4.160.000. 4.160.000 tiếp bà luôn á, cái phần đó bà khó đấy. Kêu hái trước đi, không chịu để nó già quá. Già quá thì cô cũng tốt. Dạ không cần đi nha bà. Có mình thân mình làm chi nhiều vậy? Rồi con cái đâu không hưởng phước. Mở ruột á hả? Mà không có gì. Giờ thì mấy chú với các dì cũng vô trong chùa Khmer rồi cô chú. Giờ thời điểm mình chuẩn bị ba cái phần dưa leo này nè, để mà chút xíu nữa mình sẽ tặng cho cô chú dân tộc Khmer. Ở đây là chủ vườn dưa leo, còn bên đây là chủ vườn cao nhất nha cô chú. Ai làm cũng chúng hết trơn à. Dạ. Giấu anh. Giấu rồi. Anh giấu được không? Người biết hẳn. Trúng mùa cái vui. Thì nãy giờ em Cường cũng chở dưa leo vô và phụ giúp mấy chị em vô trong bọc á cô chú ơi. Giờ tới phiên công đoạn là quan trọng là lấy tiền. Nhiêu vậy Cường? Dạ, 480. 480 luôn. Khỏi dạ, thôi. Thôi. Rồi, cảm ơn Cường dạ. Nhiều nha. Lật lên. Kêu lật hình hình. Bỏ vô luôn đi để nó đủ. Nó dựng lên á, dựng lên á. Các bạn này chắc không trời. Dựng lên tại vì mai nó xuất miệng á. Quá trời. Lấy ngay luôn đi. Nữa đó là mai kỹ kỹ giùm em nha. Có cái bọc non 5 kg mình bỏ. Đây cái này là chở gần đó, chở xa cái là đổ chắc không còn một miếng luôn á. Nè, đứng đây nè, trong kìa chụp ra. Cái này chút xíu lại trên đi. Đổ gạo đi em chụp cho đưa họ đây. Đây nè. Nhẹ nhẹ tay á, mày không có cắt đó, nhẹ nhẹ tay không được. Anh nó tụi mày biết đâu mày lẻ sao. Sao được. Chứ chị nha, à, chị có thể giới thiệu cho em biết là chị tên gì, thứ mấy để em tiện xưng hô không chị? Thứ ba. À, chị thứ ba. À, nhà chị là có đông người không? Chị con làm mèo phố có ba, một thằng trai, thằng cháu út với chị nhớ hai ông mèo phố. Dạ. Là nhà có ba người. Dạ. Dạ. Rồi chị là có làm gia đình chưa?
Có rồi. À, có rồi, có gia đình riêng rồi. À, chị có mấy trọ. À, chị có con chưa? Có rồi, con nhỏ xíu á. À, con nhỏ xíu mấy tuổi rồi chị? Mới hồi nôi rồi. À, mới hồi nôi à. Rồi bữa nay là mình đi bán vé số là ẵm bé heo luôn hả chị? Dạ, ẵm bé heo. Dạ. Rồi bây giờ vô đây nhận quà thì gửi bé cho người quen. Chồng dữ. À. Mà năm nay là chị bao nhiêu tuổi rồi? 21. 21 tuổi còn rất là trẻ luôn. Thì một ngày là chị bán được khoảng bao nhiêu vé số? 300. 300-400 tờ hả? Rồi bán là bán chị đi bằng phương tiện gì? Rồi xe đạp. Rồi đi xe đạp. Rồi chở bé heo luôn hả? Dạ, nhà ông ai giữ có hai chồng. Dạ. Rồi bé ngồi trước. Làm sao với con? Dạ. Ổng nó phải sao gì vậy? Phải cực gì vậy? Dạ. Rồi bán được 300-400 rồi chồng chị có làm công việc gì không? Bán số luôn. Bán chung luôn. À, bán chung luôn là hai vợ chồng thì chỉ tổng cộng là 300-400 tờ thôi. Dạ. Là chị bán xa không chị? Dạ, của con Nguyễn Nghệ á. Tự Vĩnh Lợi rồi bán dài dài ra tới Châu Thành này luôn. Dạ. Chừng nào hết thì mình mới về. Có là... chiều mới về. Cả gia đình đi cùng nhau vậy. Dạ. Dạ. Rồi có ngày những ngày mưa rồi mình phải làm sao chị? Ngày mưa mặc áo mưa đi sao giờ phải cực rồi. Dạ. Là ngày nào là cả gia đình cũng đi hết. Dạ. Rồi hôm nay thì chị đến đây nè rồi mà nhận được một phần quà đến từ chị Kim Loan nha. Thì sẽ gồm có gạo nè, bắp, dưa leo rồi mắm gút nữa để cho gia đình mình có thể có được một bữa cơm đầm ấm và hạnh phúc. Thì chị có thấy vui không? Dạ, em kính chúc cho chị và gia đình sẽ có thật là nhiều sức khỏe nha chị. Chiều nay thì bán sẽ bán đất nè, mau hết vé số để mình về nhà nha. Dạ. Dạ, con chào cô. Dạ. Cô có thể giới thiệu cho con biết là cô tên gì thứ mấy được không cô? Ai tôi hả? Dạ. Tôi Võ Thị Bé Tư. Thứ Tư. À, cô Tư. Dạ. À, cô Tư năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 69 rồi. 69 tuổi rồi. Nhà dạ. Cô Tư ở gần đây không? Sát bên. Dạ, sát bên luôn. Diều nè. Dạ. Tôi với Cà Diều là chị em bạn dâu đó. Dạ. Tôi chị nó em. À, hiện tại là cô Tư đang sống cùng với ai? Bây giờ sống với thằng Út. Dạ. Cô Tư có đông con không? 7 đứa. À, 7 người con mà đi làm xa hết rồi. Đi làm ở Bình Dương. Dạ, bây giờ sống với người con trai Út. Dạ. À, nhà có nhà, người con trai đó là có gia đình chưa cô Tư? 4 đứa con. 4 người con luôn. À, các bé còn đi học không ạ? À? Học được đứa còn mấy đứa kia không có sinh được không được. Dạ, vậy là ở nhà hay là đi làm luôn cô? Ở nhà nó còn nhỏ mà nó 4-5 tuổi thôi. Dạ. Thì có một bé một đi học được thôi. Dạ. Và hiện tại cô Tư ở nhà thì phụ giúp người con trai Út chăm cháu hả cô? Dạ. Dạ. Thế bây giờ bệnh hoạn có làm gì được đâu. Bởi vì mấy gì chứ không thôi ở ngoài là đâu có gì ở đây đâu. Dạ. Rồi anh chị thì đi làm công việc gì cô? À, thằng chồng nó thì đi làm gạo mà làm một bữa thì nghỉ 5-7 bữa. Còn con vợ thì làm công ty. Dạ. Mà thấy cái đâu đủ ăn đâu cô. Làm lãnh rồi trả hết mẹ. Dạ. Làm nói chung là mình làm... ăn trước trả sau. Dạ. Dạ, nói chung là mình làm ra thì cũng phải trang trải trả hết những cái phần phía trước nữa nên là cũng không có dư. Tại vì lãnh tháng nó 5-6 triệu chứ gì thiếu người này kia, như hồi qua nó lãnh được 6 triệu gì trả thì tôi thấy tôi nóng lạnh luôn. Dạ. Sức khỏe của cô Tư có tốt không? Tôi bệnh tôi mới đi về đây nè, lo bệnh hồi ấy tới giờ 3-4 tháng nay đó mà chưa có ấy nữa đó. Dạ, cô bệnh sao trong người cô? Nó thắt ngang đây nè, cái nó nhức cái này đi không nổi. À, nhức ngang thắt lưng luôn. Ờ, dạ. Thắt ngang lưng nó nhức cái này đi không nổi. Tôi nói cô nằm, cô ngồi thì được, mà cô đứng vậy cái nó nhức, trời ơi, nhức thấy ông trời. Rồi cái ta chỉ qua bên bển hút thuốc nam đó, hút uống rồi bị đi thì cũng được, nhưng mà nó cũng còn hơi đau lắm. Dạ. Ráng đi, chứ không lẽ là cô nó nằm hoài. Giờ cô thấy đỡ trong người chưa cô? Thấy 10 phần chứ cũng đỡ được 5-6. Dạ, vậy con cũng mừng. À, hôm nay thì cô đến đây là nhận quà của chị Kim Loan nha. Dạ. Thì sẽ gồm có gạo nè, rồi bắp, rồi dạ. Dưa leo, với lại một hũ mắm ruốc nữa để dạ. Về nhà mình làm bữa cơm trưa ngày hôm nay nha cô. Dạ, dạ cô thấy dạ. Vui không? Dạ, vui. Dạ, xíu nữa thì chị Kim Loan sẽ trực tiếp gửi quà tặng cho các cô luôn. Dạ, dạ con kính chúc vậy, cho cảm ơn cô. Dạ, kính chúc cho cô sẽ có nhiều sức khỏe luôn, vui vẻ, hạnh phúc nha cô. Dạ. Dạ. Dạ ở đây thì các cô chú đã đến rất là đông đủ luôn cô chú anh chị và các bạn ơi. Bây giờ thì mấy chị em sẽ cùng với chị Kim Loan để mà gửi những tặng những phần quà đến cho bà con nha.
Dạ, nhóm phụ nữ miền Tây xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn. Ngày hôm nay, mấy chị em con cùng với chị Kim Loan tới chùa dân tộc Khmer gửi tặng những phần quà yêu thương đến bà con dân tộc Khmer. Thì chị Kim Loan thì cũng đã vào trong rồi, bà con cũng tới đông đủ rồi. Con mời cô chú, anh chị và các bạn cùng mấy chị em con vào trong để phát quà nha. Thì trưa nay hơi nắng nên bà con cũng ngồi. Dạ, con chào mấy cô nha. Mấy cô ơi, mấy cô có thể cho con một tràng vỗ tay được không vậy? Dạ, ngày hôm nay chị Loan tới chùa dân tộc của mình gửi tặng những phần quà yêu thương đến bà con. Thì không biết cảm xúc của bà con như thế nào? Rất là mừng luôn. Dạ. Được phần quà. Dạ, thì không biết là ở đây có ai có đôi lời gửi tới chị Kim Loan không ạ? Có ai muốn gửi lời cảm ơn tới chị Kim Loan không? Dạ rồi, mấy cô chịu khó chờ con xíu nha. Dạ, thì 30 phần nữa dự phát. Hôm nay chị Kim Loan gửi tặng 100 phần quà đến bà con dân tộc Khmer. Thì mỗi phần quà thì gồm có gạo, một bao gạo là 10kg, ở đây là 100 bao gạo. Dạ. Gồm có kèm theo là có một bọc bắp. Đây là bắp nếp đó cô chú. 100 bọc dưa leo. Dưa leo là 50kg, nhưng mà mấy chị em con phân ra mỗi phần như vậy là nửa ký, là có 100 phần. Và kèm theo là có một hũ thịt ba rọi xào mắm guốc. Ở đây thì có 100 hũ, mỗi hũ là nửa ký lô. Tổng trị giá phần quà mà hôm nay chị Kim Loan gửi tặng có giá là 354.000 một phần, nhân cho 100 phần thì có giá là 35.400.000. Chị Loan ơi. Dạ. Cảm nghĩ của chị như thế nào mà chị gửi tặng quà chính bà con dân tộc ở bên quận Bình Thạnh à? Chị nghe bà con Khmer. Dạ. Có nhiều người khó khăn. Dạ. Bệnh hoạn này kia nọ, thấy thương. Dạ. Thành ra chị mới chọn cái địa điểm này để mà chị ủng hộ bà con, chúc quà cho vui. Dạ. Dạ rồi, em cũng thay mặt bà con cảm ơn chị nhiều lắm nha. Thì mấy chị em mình phát quà gửi tặng cho rồi, bà con luôn. Okay. Ha chị. Dạ. Làm luôn hả? Dạ. Thu phiếu giùm em luôn. Ai thu phiếu? Tới đâu thu phiếu? Dạ, một người thu phiếu. Cầu thu phiếu giùm nha cầu. Em cầu thu phiếu á. Ờ, dạ, mấy cô ơi, bây giờ con sẽ phát hàng ngang nha. Dạ. Ở đây nè chị. Hàng ngang. Lấy bịch gạo nguyên người lên. Dạ. Dạ. Dạ chú Tư. Dạ chị Loan gửi tặng cho chú Tư nha. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Chị ơi, em phát gạo xong chị bảnh chị gửi tặng các món còn lại nha chị. Dạ. Mình phát hàng ngang không em? Mình phát hàng ngang ha. À. Dạ, để tặng cho cô. Và bên đó lấy nhận bắp với dưa leo cô nha. Dạ, bà chờ tí xíu nha bà. Ủa sao thấy bà không qua đây? Dạ, đây. Bà đứng sao dạ. Con gửi tặng. Được không? Rồi, bà đi tới luôn đi bà. Đi tới chị Kim Loan gửi tặng cho bà dưa leo, bắp với mắm ruốc nha. Dạ. Nổi không? Dạ nổi không cô. Cầu lấy giùm chị luôn nha. Bà xách được không? Đây cầu xách giùm tiếp phụ bà nha. Bà xách nổi không? Xách không nổi. Dạ, chị Kim Loan gửi tặng cho cô nha. Anh ơi phụ em cái anh cho bà. Bà ơi, bà lại đảng bà nhận bắp với mắm ruốc cho chỗ chị Kim Loan nha. Dạ chào cô. Dạ, chị Kim Loan gửi tặng. Cô xuống dưới cô nhận bắp dưới ấy nha. Con lá không chị? Chị ơi. Thấy chưa? Dạ con gửi tặng cho nha. Bà đi xuống dưới bà nhận bắp nha. Phụ tiếp bà giùm.
Dạ. Cảm ơn cô ba nha. Dạ. Xuống dưới nhận bắp dưa leo với mắm rút. Dạ. Rồi cứ đi qua đi. Dạ đây. Chị Kim Loan gửi tặng cho bà. Bà xuống dưới nhận bắp dưa leo với mắm rút nha. Dạ, gửi tặng cho bà ba. Anh Trung ơi, anh Trung phụ tiếp bà giùm em. Xuống dưới bà nhận bắp với dưa leo với mắm rút kìa bà. Dạ. Cô. Dạ. Dạ rồi, anh nhận phụ cô nha. Năm bỏ này vô cho bà. Dạ, bà xuống, cô xuống dưới cô nhận đòn nha cô. Dạ bà ba. Bà ba xuống dưới nhận dưa leo bắp với mắm rút kìa bà ba. Mắm rốt này mấy cô chịu khó về khi nào ăn hâm lại giùm con nha. Dạ. Dạ, rồi xuống dưới nhận nha năm. Đây, bà ba, bà hai. Đây. Dạ. Tới đi cô. Đây, chị Kim Loan gửi tặng cho cô nha. Cô vô, cô ơi, xuống dưới cô nhận mắm rốt bắp với dưa leo nha. Dạ. Dạ. Này, con gửi tặng nè. Cô xuống dưới cô nhận bắp dưa leo với mắm ruốc nha, chỗ chị Kim Loan á. Dạ, cô gửi tặng chị Kim Loan gửi tặng chú nha. Dạ. Nhà này gửi tặng ạ. Đây dưới đây. Rồi. Dạ, cảm ơn. Cô xuống dưới chị Kim Loan gửi tặng mắm ruốc bắp với dưa leo nha cô. Dạ đây, con xuống dưới cô nhận bắp dưa leo chỗ chị Kim Loan nha cô. Dạ. Dạ đây, chị Kim Loan gửi tặng và xuống dưới mình nhận bắp nha cô. Dạ, bà xuống dưới bà nhận bà dưa leo bắp với mắm ruốc nha bà. Dạ, cảm ơn dạ. Cô. Dạ. Từ từ. Rồi, cái con tới giùm con nha. Làm mãi lấy bọc bỏ vô. Rồi, tiếp đi chị Lai. Dạ đây, chị Lan gửi tặng chị nha. Dạ, chị Lan gửi tặng cô nha. Xuống dưới cô nhận mắm ruốc dưa leo bắp nha cô. Dạ đây, chị Lan gửi tặng. Dạ, cô xuống dưới cô nhận bắp dưa leo với cô. Mắm ruốc luôn. Đây, gửi tặng bà ba. Chị Kim Loan gửi tặng nha. Xuống dưới bà ba nhận dưa leo bắp với mắm ruốc nha bà ba cho chị Kim Loan á. Dạ. Dạ đây gửi tặng cho cô. Cô ơi xin dưới nhận mắm ruốc dưa leo bắp luôn. Dạ chị Kim Loan gửi tặng nha. Dạ. Đây chị Kim Loan gửi tặng. Rồi xin xuống dưới nhận đồ luôn nha. Đây gửi tặng. Dạ chị Kim Loan gửi tặng. Dạ chị Kim Loan gửi tặng nha. Dạ chị Kim Loan gửi tặng. Chị Kim Loan xuống dưới á thì cô nhận mắm ruốc nha. Nè chị Kim Loan gửi tặng cho em. À, gửi tặng cho chị. Dạ. Đây, chị Kim Loan gửi tặng. Đây, ngoại bọc. Đây, tự nhiên. Rồi, tới đi. Đây, dạ, cảm ơn. Trời, chị Kim Loan gửi tặng cho chị nha. Dạ. Dạ, chị Kim Loan ở dưới đó chị. Đây. Chị Kim Loan gửi tặng. Chị xuống dưới chị Kim Loan gửi tặng mắm ruốc cho chị. Rồi, tới luôn. Mình đi tiếp đi. Đây, chị Kim Loan gửi tặng cho chị nha. Dạ. Thẳng cho luôn giùm con nha. Rồi, tới luôn. Cứ đây.
rồi đi lấy. Dạ, dạ không, để đây con sắp tiếp cho. Cẩm ơi, Cẩm ơi, sắp tiếp. Anh nhờ coi. Rồi cuốn cô này nè, rồi khoan khoan này, sắp tiếp con phụ tí xíu. Khoan khoan rồi. Rồi rồi rồi. Đây. Lấy bỏ vô. Dạ. Dạ, chị Kim Loan gửi tặng cho Tư nha. Xuống dưới Tư nhận móng ruốc bắp với dưa leo. Đây, chị Kim Loan gửi tặng cho anh. À, sức phụ. Rồi. Từ từ cô ơi. Rồi, tới đi. Gì vậy? Đây. Dạ dạ hai đây anh đánh thêm giùm. Rồi. Dạ đây chị Kim Loan gửi tặng. Rồi lấy cái ba quả vô. Đây chị Kim Loan gửi tặng cho anh nha. Là lấy ba quả vô. Dạ đây gửi tặng cho chị. Rồi lấy ba quả vô. Đây gửi tặng cho anh. Rồi tới luôn. Đây gửi tặng cho em nha. Rồi lấy bao bỏ vô em nữa. Đây, gửi tặng cho anh. Được không cô? Mấy cô. Dạ, gửi tặng. Chú ơi. Cảm ơn nha. Thôi, dạ, chị Kim Loan gửi tặng. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn luôn. Dạ. Dạ rồi. Hai phần rồi. Ủa, chú có phiếu chưa? Hai phần rồi. Chú có phiếu hả? À, hai phần luôn. Thiếu một bắp. Lấy thêm một bắp nữa. Dạ 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 chờ em tí xíu. Đủ rồi anh xích lại cho anh kia. Cái này là đủ rồi. Rồi rồi. Này lấy này. Dạ. Rồi chú ơi, anh đã nhận thưa, anh xếp giùm cho chú. Lúc đầu sợ thấy còn ai nữa. Này, chị Kim Loan gửi tặng nha. Rồi xuống dưới lấy dưa leo với mắm ruốc. Hay sao mắm ruốc? Dạ xong rồi, hồi nãy rồi, có anh kia anh nhận giùm gạo rồi. Dạ. Gạo cái này đúng rồi. Cảm ơn luôn vậy. Dạ rồi. Còn một phiếu nữa. Không. Ừ, đúng rồi, còn phiếu đây nữa nè. Đúng rồi. Còn một phiếu. Con bắt này dư rồi đúng không? Dạ, còn một phiếu nữa. Còn phiếu. Tại vì có một số người á chị ta đi làm gạch á, chưa có về kịp á. Đếm thử phiếu thử là thiếu một phần là đủ rồi chị. Em quay muốn tin á. Là em xếp hàng từ đây là lại phát em nha lâu. Mày ăn phát mau lắm chị. Còn một phần quà thì cô cũng phụ giúp trong chùa nên mấy chị em gửi tặng cho cô luôn. Dạ. Chị cảm ơn mấy cô. Dạ, đây là chị Kim Loan á cô. Dạ. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn cô nha. Cô xách được không? Được. Cô xách nổi không? Được. Dạ. Đồng hành với chị Kim Loan gửi tặng 100 phần quà đến bà con dân tộc Khmer. Thì bà con rất là vui luôn. Ở đây thì em cũng đại diện cho bà con. Cảm ơn chị nhiều lắm đã gửi tặng những cái phần quà quý báu đến với bà con. Thì em cũng chúc cho chị có nhiều sức khỏe. Lúc nào cũng xinh đẹp nè. Công việc thì được đều thuận lợi, được thành công chị nha. Cảm ơn em. Dạ. Thì cho mấy chị em xin chào và hẹn gặp lại nha.